Xin chào tất cả thành viên của diễn đàn Amtech. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái màn hình với mã là Zowie XL2411. XL2411 là một màn hình 24 inch với độ phân giải là 1920x1080, với tỷ lệ chuẩn là 16:9, có tần số quét là 144Hz. Cái độ trễ reborn time là 1ms giây, sẽ hỗ trợ rất tốt cho các bạn chơi những game FPS như là CSGO hay là Overwatch. Zowie XL2411 mang đến cho chúng ta 3 tiêu chuẩn kết nối, đó là D-Sub, DVI, DL và HDMI. Bên cạnh đó thì có hai công nghệ bảo vệ mắt chúng ta như là Low Loop Light và Flicker Free. Nhìn về thiết kế của màn hình Zowie XL2411 này, các bạn sẽ thấy một cái thiết kế khá là chắc chắn và mạnh mẽ, với một cái viền khá là dày, với màu đen nhám. Cái chân của màn hình XL2411 khá là to và cứng cáp, có khả năng tăng đưa giúp các bạn tăng độ cao để phù hợp hơn với lại cái vóc dáng của mình. Thiết kế màn hình Zowie XL2411 cho phép các bạn tăng đưa lên chiều cao và sau đó xoay màn hình ngang đứng lên để giúp chúng ta cắm dây kết nối thật là dễ dàng, không phải khó khăn trong cái việc cộng kết nối nào ở phía dưới. Bây giờ chúng ta hãy đến với game Grip 2. Các bạn sẽ có một số tinh chỉnh nhỏ ở cái phần VSIM để chúng ta đồng bộ hóa giữa hệ thống chúng ta với lại chiếc màn hình. Game lúc nào cũng chạy ổn định ở mức 144 khung hình giây. Ok, sau khi vào game thì để sync giữa game và chiếc màn hình với nhau, chúng ta hãy vào phần setting graphic và chúng ta sẽ vào cái video mode. Thì ở cái VSync chúng ta sẽ bật on thì nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ sync cái tốc độ ổn định màn hình giữa game và chiếc màn hình lúc nào cũng 144Hz, đảm bảo cho các bạn chơi game không bị giật lag nhiều. Sau khi vào được game CSGO, chúng ta hãy vào phần option, chúng ta chọn video setting. Thì ở cái waveform vertical sync chúng ta hãy chuyển sang triple buffer rate, bấm apply. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thử game. Ok, thì sau khi vào game, các bạn thấy nó đã sync được giữa cái cấu hình của máy và chiếc màn hình của chúng ta đang ở 144Hz. Khung hình liên tục ổn định ha, không hề bị giật lag. Thì như các bạn cũng đã xem qua rất là nhiều bài so sánh cũng như là tham khảo về những chiếc màn hình 60x144Hz thì nó khác nhau, nó như thế nào ở trong game CSGO. Thì 144Hz đó là một lợi thế khá lớn dành cho các bạn sở hữu chiếc màn hình này. Hoàn toàn mượt mà và rất là good ở 144Hz nha các bạn. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.